Em xin kính chào tất cả các bác nhá. Hôm nay nhà vườn em xin giới thiệu đến tất cả các bác một cái dòng giống bưởi rất là quý hiếm hiện nay. Đó là bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn nha các bác nhá. Cái giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì từ thời xa xưa người dân thường hay mang vào cung Tiến Vua trong các dịp đại lễ nên nó mới có tên gọi là Tiến Vua. Cái giống bưởi đỏ quý hiếm này thì hôm nay nhà vườn em đã nhân giống thành công theo phương pháp là ghép mắt ạ. Và khi cây giống đã đủ tuổi mầm, bầu rễ ổn định, mắt ghép ổn định, khỏe mạnh, tốt thì hôm nay nhà em xuất vườn và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 cây ạ. Và đồng thời là miễn phí ship cho các bác về tận nhà nha các bác nhá. Các bác đặt hàng thế nên là các bác mua 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn về kỹ thuật trồng chăm sóc cái giống bưởi này cho các bác đầy đủ và cụ thể nha các bác nhá. Đấy. Cái cây giống thực tế mà nhà em gửi cho các bác đây nhá. Em giơ gần cho các bác xem này. Đấy. Bầu rễ của nó rất là ổn định rồi và cái rễ của nó ra rất là nhiều nha các bác nhá. Rễ tua tủa luôn này mà rễ rất là to luôn nha các bác nhá. Em quay gần cho các bác nhá. Và cái thân của cái cây giống này cũng đã bằng ngón tay rồi. Mầm của nó rất là xanh tốt này. Đấy, mắt ghép đã liền hết rồi nhá. Thì hôm nay nhà em xuất vườn rất là nhiều và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 trên một cây giống vậy ạ. 70.000 trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nhá. Đồng thời là nhà vườn em sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nhá. Đấy. Còn đây là cái cây cây thực tế nhà em quay cho các bác xem này. Đấy, cây này là nhà em đã trồng cách đây là trồng được 2 năm rồi và quả nó rất là sai luôn nha các bác nhá. Đấy, em có bổ sẵn một quả để cho các bác nhìn thực tế cái lõi của nó nhá. Lõi của nó cũng là màu đỏ luôn nha các bác nhá. Đấy, cây của nhà em này rất là sai và trồng được 2 năm rồi các bác nhá. Đấy, cái bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì nó có một cái đặc điểm nổi bật là vỏ của nó màu đỏ và lõi của nó cũng màu đỏ luôn nên trông nhìn rất là đẹp mắt nha các bác nhá. Thì thường được người dân mua để thờ hay là để biếu trong những dịp lễ Tết nên giá bán của nó rất là cao. Nên là các bác mua trồng vườn hay là trồng kinh tế này thì các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em nhá. Nhà em đảm bảo với các bác là sẽ cung cấp cho các bác, bán cho các bác giống chuẩn 100% luôn nhá. Nhà em có bảo hành từ khi các bác trồng cho đến khi ra trái nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em ạ. 70.000 đồng trên một cây giống và nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng cho các thêm cho các bác một cây nữa nhá. Đồng thời là miễn phí ship giao hàng đến tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên ạ. Đấy, các bác nào mà đặc biệt là các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại này thì các bác bên nhà vườn em sẽ có giá cực kỳ là ưu đãi dành cho các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại nhá. Đấy, nên các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em, sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn cách trồng, kỹ thuật chăm sóc cây nhá các bác nhá. Cái cây giống này thì bầu rễ nhà em đã ươm ghép ổn định như thế này rồi. Và nó có cái cây giống này nó có sức kháng bệnh rất là tốt, rất là cao nhá. Nên là nó sẽ phù hợp với tất cả các loại đất của nước ta nhá. Nó phù hợp với mọi loại đất và mọi khí hậu của nước ta. Cho nên là tỉnh nào cũng trồng được nha các bác nhá. Nhà vườn em thì có ship hàng toàn quốc ạ. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Cà Mau là nhà em đều ship hết nhá. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại là nhà em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn, tư vấn cách trồng, cách chăm sóc đầy đủ cụ thể và gửi hàng về đến tận nhà cho các bác nhá các bác nhá. Đấy. Các bác đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em ạ.
Nhà em hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên là nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nha. Đồng thời là nhà em sẽ miễn phí ship giao hàng cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nha. Đấy ạ. À, cái giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì ăn nó rất là ngon ạ. Ăn nó có mùi hương thơm đặc trưng mà không trái bưởi nào có đâu ạ. Rất là thơm và ăn nó chua chua, ngọt ngọt, thanh mát, cực kỳ là dễ ăn nhá. Người già trẻ nhỏ đều ăn được hết nhá, đều rất là thích ăn ạ. Và cái giống bưởi này nhà em đã ươm ghép ổn định và khỏe mạnh như thế này rồi. Nó sẽ cho ra trái từ sau từ 12 đến 18 tháng sau khi các bác trồng nhá. Đấy, rất nhanh cho ra trái luôn ạ. Và cái đợt đầu cho ra trái thì nó sẽ cho từ 10 đến 15 trái ạ. Và sau khi các bác trồng, các bác chăm sóc từ 3 đến 4 năm trở đi thì mỗi đợt thu hoạch nó sẽ cho ra từ 30 đến 40 quả nha các bác nhá. Đấy, rất là sai luôn và rất mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao luôn ạ. Cái trái bưởi đỏ Luận Văn hay là hay còn gọi là bưởi đỏ Tiến Vua này thì hiện tại đang được bán ra thị trường với giá khá là cao luôn ạ. Bởi vì là nó trông vừa đẹp mắt, ăn lại ngon mà thở rất là đẹp nhá. Nó lại còn mang ý nghĩa phong thủy là mang may mắn cho gia chủ nha các bác nhá. Đấy, nên các bác đặt hàng cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em. Nhà em sẽ chốt đơn và gọi và ship hàng về tận nhà cho các bác nhá. Hôm nay nhà em lên tri ân cho các bác, bán cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và tặng thêm cho các bác thêm một cây nữa ạ. Đồng thời là sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho bác nào mua cây từ 5 cây giống trở lên nha các bác nhá. Đây, cây giống em sẽ quay gần cho các bác xem nhá. Cây nào cũng như cây nào luôn nha các bác nhá. Rễ rất là nhiều này. Rễ rất là nhiều như thế này thì không thể nào mà chết được nha các bác nhá. Mầm lá rất là xanh tốt, sum xuê như thế này luôn ạ. Đấy, nhà vườn em sẽ bảo hành cho các bác một đổi một trong vòng 3 tháng nếu cây bị chết nha các bác nhá. Và nhà vườn em sẽ bảo hành cho các bác từ khi trồng cho đến khi ra trái, đảm bảo đúng chuẩn giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác cứ lưu số điện thoại nhà vườn của em vào, bất cứ lúc nào các bác gọi thì cũng sẽ nhà vườn em cũng sẽ giúp trả lời các bác nhiệt tình luôn ạ. Đấy, các bác nhớ là để lại số điện thoại thì nhà vườn em mới liên hệ chốt đơn và gửi hàng cho các bác được nha các bác nhá. Vâng, em chốt đơn cho chị Nhung Nguyễn nhé. Chị Nhung Nguyễn chị ở Bình Định, chị lấy 5 cây ạ. Bình Định thì tầm 3 đến 4 ngày là chị nhận được hàng thôi ạ. Vâng, em chốt đơn cho anh Hà Phi này. Em chốt đơn cho anh Pháp Nguyễn nhé. Em chốt đơn cho anh Nguyên An này. Em chốt đơn cho anh Cường Phạm ạ. Đấy, các anh chị lấy 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em nhá. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng nhà em đều ship hết nhá. Nhà em ship hàng trên toàn quốc và sẽ miễn phí ship cho bác nào đặt từ 5 cây trở lên nhá. Hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên 1 cây giống đấy ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác 1 cây nữa ạ. Đồng thời là các bác sẽ được miễn phí ship về tận nhà nha các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng thì cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn kỹ thuật trồng chăm sóc đầy đủ và cụ thể cho các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Nhà vườn em cam kết với các bác là sẽ cung cấp giống chuẩn 100% cho các bác trồng nhá. Cho đến khi ra trái là ra đúng trái ruột đỏ Tiến Vua này. Ra đúng trái bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em và để lại số điện thoại để có thể đặt mua cho mình cái cây giống rất là đẹp như thế này ạ. Đấy, cây giống nhà vườn em nhá. Cả 100 cây đều như 100 cây luôn nha các bác nhá. Các bác nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái, nếu cây đảm bảo khỏe mạnh thì các bác nhận nhá. Nếu không đảm bảo thì các bác cứ hoàn hàng về cho nhà vườn em nhá. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây nha các bác nhá. Và tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 luôn ạ. Đấy, và miễn phí ship về tận nhà nhá. Nên các bác cứ mua mỗi nhà lấy 5 cây, 10 cây và trồng cho em. Sau này bán là rất là được giá nhá. Mà bưởi thì không bao giờ là sợ là không bán được. Bởi vì bao giờ cái trái bưởi là ăn ngon và mỗi dịp lễ Tết là chúng ta là rất cần bưởi để thờ đúng không ạ. Đấy.
Các bác cứ để lại số điện thoại cho em nhé, để được chốt đơn thành công nha các bác nhé. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và mua từ 5 cây trở lên là bên nhà vườn em sẽ tặng cho các bác thêm một cây. Và em sẽ lấy bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây. Và miễn phí ship về đến tận nhà cho các bác nhé. Em xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay nhà vườn em xin giới thiệu đến tất cả các bác một cái dòng giống bưởi rất là quý hiếm hiện nay. Đó là bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn nha các bác nhá. Cái giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì từ thời xa xưa người dân thường hay mang vào cung Tiến Vua trong các dịp đại lễ nên nó mới có tên gọi là Tiến Vua ạ. Cái giống bưởi đỏ quý hiếm này thì hôm nay nhà vườn em đã nhân giống thành công theo phương pháp là ghép mắt ạ. Và khi cây giống đã đủ tuổi mầm, bầu dê ổn định, mắt ghép ổn định, khỏe mạnh, tốt thì nhà em hôm nay nhà em xuất vườn và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua, nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 cây ạ. Và đồng thời là miễn phí ship cho các bác về tận nhà nha các bác nhá. Các bác đặt hàng, thế nên là các bác mua 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em nhé. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cái giống bưởi này cho các bác đầy đủ và cụ thể nha các bác nhá. Đấy, cái cây giống thực tế mà nhà em gửi cho các bác đây nhá. Em giơ gần cho các bác xem này. Đấy, bầu rễ của nó rất là ổn định rồi và cái rễ của nó ra rất là nhiều nha các bác nhá. Rễ tua tủa luôn này, mà rễ rất là to luôn nha các bác nhá. Em quay gần cho các bác nhá. Và cái thân của cái cây giống này cũng đã bằng ngón tay rồi. Mầm của nó rất là xanh tốt này. Đấy, mắt ghép đã liền hết rồi nhá. Thì hôm nay nhà em xuất vườn rất là nhiều và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 trên một cây giống thôi ạ. 70.000 trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nhá. Đồng thời là nhà vườn em sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nhá. Đấy. Còn đây là cái cây cây thực tế nhà em quay cho các bác xem này. Đấy, cây này là nhà em đã trồng cách đây là trồng được 2 năm rồi và quả nó rất là sai luôn nha các bác nhá. Đấy, em có bổ sẵn một quả để cho các bác nhìn thực tế cái lõi của nó nhá. Lõi của nó cũng là màu đỏ luôn nha các bác nhá. Đấy, cây của nhà em này rất là sai và trồng được 2 năm rồi các bác nhá. Đấy, cái bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì nó có một cái đặc điểm nổi bật là vỏ của nó màu đỏ và lõi của nó cũng màu đỏ luôn nên trông nhìn rất là đẹp mắt nha các bác nhá. Thì thường được người dân mua để thờ hay là để biếu trong những dịp lễ Tết nên giá bán của nó rất là cao. Nên là các bác mua trồng vườn hay là trồng kinh tế này thì các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em nhá. Nhà em đảm bảo với các bác là sẽ cung cấp cho các bác, bán cho các bác giống chuẩn 100% luôn nhá. Nhà em có bảo hành từ khi các bác trồng cho đến khi ra trái nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em ạ. 70.000 đồng trên một cây giống trên một cây giống và nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng cho các thêm cho các bác một cây nữa nhá. Đồng thời là miễn phí ship giao hàng đến tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên ạ. Đấy, các bác nào mà đặc biệt là các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại này thì các bác bên nhà vườn em sẽ có giá cực kỳ là ưu đãi dành cho các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại nhá. Đấy, nên các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em, sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn cách trồng, kỹ thuật chăm sóc cây nhá các bác nhá. Cái cây giống này thì bầu rễ nhà em đã ươm ghép ổn định như thế này rồi. Và nó có cái cây giống này nó có sức kháng bệnh rất là tốt, rất là cao nhá. Nên là nó sẽ phù hợp với tất cả các loại đất của nước ta nhá. Nó phù hợp với mọi loại đất và mọi khí hậu của nước ta. Cho nên là tỉnh nào cũng trồng được nha các bác nhá. Nhà vườn em thì có ship hàng toàn quốc ạ. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Cà Mau là nhà em đều ship hết nhá. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại là nhà em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn, tư vấn cách trồng, cách chăm sóc đầy đủ cụ thể và gửi hàng về đến tận nhà cho các bác nhá các bác nhá. Đấy, các bác đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em ạ.
Nhà em hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên là nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nhá. Đồng thời là nhà em sẽ miễn phí ship giao hàng cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nhá. Đấy ạ. À, cái giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì ăn nó rất là ngon ạ. Ăn nó có mùi hương thơm đặc trưng mà không trái bưởi nào có đâu ạ. Rất là thơm và ăn nó chua chua, ngọt ngọt, thanh mát, cực kỳ là dễ ăn nhá. Người già trẻ nhỏ đều ăn được hết nhá, đều rất là thích ăn ạ. Và cái giống bưởi này nhà em đã ươm ghép ổn định và khỏe mạnh như thế này rồi. Nó sẽ cho ra trái từ sau từ 12 đến 18 tháng sau khi các bác trồng nhá. Đấy, rất nhanh cho ra trái luôn ạ. Và cái đợt đầu cho ra trái thì nó sẽ cho từ 10 đến 15 trái ạ. Và sau khi các bác trồng, các bác chăm sóc từ 3 đến 4 năm trở đi thì mỗi đợt thu hoạch nó sẽ cho ra từ 30 đến 40 quả nha các bác nhá. Đấy, rất là sai luôn và rất mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao luôn ạ. Cái trái bưởi đỏ Luận Văn hay là hay còn gọi là bưởi đỏ Tiến Vua này thì hiện tại đang được bán ra thị trường với giá khá là cao luôn ạ. Bởi vì là nó trông vừa đẹp mắt, ăn lại ngon mà thỏ rất là đẹp nhá. Nó lại còn mang ý nghĩa phong thủy là mang may mắn cho gia chủ nha các bác nhá. Đấy, nên các bác đặt hàng cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em. Nhà em sẽ chốt đơn và gọi và ship hàng về tận nhà cho các bác nhá. Hôm nay nhà em lên tri ân cho các bác, bán cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và tặng thêm cho các bác thêm một cây nữa ạ. Đồng thời là sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho bác nào mua cây từ 5 cây giống trở lên nha các bác nhá. Đây, cây giống em sẽ quay gần cho các bác xem nhá. Cây nào cũng như cây nào luôn nha các bác nhá. Rễ rất là nhiều này. Rễ rất là nhiều như thế này thì không thể nào mà chết được nha các bác nhá. Mầm lá rất là xanh tốt, sum xuê như thế này luôn ạ. Đấy, nhà vườn em sẽ bảo hành cho các bác một đổi một trong vòng 3 tháng nếu cây bị chết nha các bác nhá. Và nhà vườn em sẽ bảo hành cho bác từ khi trồng cho đến khi ra trái, đảm bảo đúng chuẩn giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác cứ lưu số điện thoại nhà vườn của em vào, bất cứ lúc nào các bác gọi thì cũng sẽ nhà vườn em cũng sẽ giúp trả lời các bác nhiệt tình luôn ạ. Đấy, các bác nhớ là để lại số điện thoại thì nhà vườn em mới liên hệ chốt đơn và gửi hàng cho các bác được nha các bác nhá. Vâng, em chốt đơn cho chị Nhung Nguyễn nhé. Chị Nhung Nguyễn chị ở Bình Định, chị lấy 5 cây ạ. Bình Định thì tầm 3 đến 4 ngày là chị nhận được hàng thôi ạ. Vâng, em chốt đơn cho anh Hà Phi này. Em chốt đơn cho anh Pháp Nguyễn nhé. Em chốt đơn cho anh Nguyên An này. Em chốt đơn cho anh Cường Phạm ạ. Đấy, các anh chị lấy 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em nhá. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng nhà em đều ship hết nhá. Nhà em ship hàng trên toàn quốc và sẽ miễn phí ship cho bác nào đặt từ 5 cây trở lên nhá. Hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên 1 cây giống đấy ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa ạ. Đồng thời là các bác sẽ được miễn phí ship về tận nhà nha các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng thì cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn kỹ thuật trồng chăm sóc đầy đủ và cụ thể cho các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Nhà vườn em cam kết với các bác là sẽ cung cấp giống chuẩn 100% cho các bác trồng nhá. Cho đến khi ra trái là ra đúng trái ruột đỏ Tiến Vua này. Ra đúng trái bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em và để lại số điện thoại để có thể đặt mua cho mình cái cây giống rất là đẹp như thế này ạ. Đấy, cây giống nhà vườn em nhá. Cả 100 cây đều như 100 cây luôn nha các bác nhá. Các bác nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái, nếu cây đảm bảo khỏe mạnh thì các bác nhận nhá. Nếu không đảm bảo thì các bác cứ hoàn hàng về cho nhà vườn em nhá. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây nha các bác nhá. Và tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 luôn ạ. Đấy, và miễn phí ship về tận nhà nhá. Nên các bác cứ mua mỗi nhà lấy 5 cây, 10 cây và trồng cho em. Sau này bán là rất là được giá nhá. Mà bưởi thì không bao giờ là sợ là không bán được. Bởi vì bao giờ cái trái bưởi là ăn ngon và mỗi dịp lễ Tết là chúng ta là rất cần bưởi để thờ đúng không ạ. Đấy.
Các bác cứ để lại số điện thoại cho em nhé, để được chốt đơn thành công nha các bác nhé. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và mua từ 5 cây trở lên là bên nhà vườn em sẽ tặng cho các bác thêm một cây. Và em sẽ lấy bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây. Và miễn phí ship về đến tận nhà cho các bác nhé. Em xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay nhà vườn em xin giới thiệu đến tất cả các bác một cái dòng giống bưởi rất là quý hiếm hiện nay. Đó là bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn nha các bác nhá. Cái giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì từ thời xa xưa người dân thường hay mang vào cung Tiến Vua trong các dịp đại lễ nên nó mới có tên gọi là Tiến Vua ạ. Cái giống bưởi đỏ quý hiếm này thì hôm nay nhà vườn em đã nhân giống thành công theo phương pháp là ghép mắt ạ. Và khi cây giống đã đủ tuổi mầm, bầu rễ ổn định, mắt ghép ổn định, khỏe mạnh, tốt thì nhà em hôm nay nhà em xuất vườn và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 cây ạ. Và đồng thời là miễn phí ship cho các bác về tận nhà nha các bác nhá. Các bác đặt hàng thế nên là các bác mua 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn về kỹ thuật trồng chăm sóc cái giống bưởi này cho các bác đầy đủ và cụ thể nha các bác nhá. Đấy. Cái cây giống thực tế mà nhà em gửi cho các bác đây nhá. Em giơ gần cho các bác xem này. Đấy. Bầu rễ của nó rất là ổn định rồi và cái rễ của nó ra rất là nhiều nha các bác nhá. Rễ tua tủa luôn này mà rễ rất là to luôn nha các bác nhá. Em quay gần cho các bác nhá. Và cái thân của cái cây giống này cũng đã bằng ngón tay rồi, mầm của nó rất là xanh tốt này. Đấy, mắt ghép đã liền hết rồi nhá. Thì hôm nay nhà em xuất vườn rất là nhiều và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 trên một cây giống vậy ạ. 70.000 trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nhá. Đồng thời là nhà vườn em sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nhá. Đấy. Còn đây là cái cây cây thực tế nhà em quay cho các bác xem này. Đấy, cây này là nhà em đã trồng cách đây là trồng được 2 năm rồi và quả nó rất là sai luôn nha các bác nhá. Đấy, em có bổ sẵn một quả để cho các bác nhìn thực tế cái lõi của nó nhá. Lõi của nó cũng là màu đỏ luôn nha các bác nhá. Đấy, cây của nhà em này rất là sai và trồng được 2 năm rồi các bác nhá. Đấy, cái bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì nó có một cái đặc điểm nổi bật là vỏ của nó màu đỏ và lõi của nó cũng màu đỏ luôn nên trông nhìn rất là đẹp mắt nha các bác nhá. Thì thường được người dân mua để thờ hay là để biếu trong những dịp lễ Tết nên giá bán của nó rất là cao. Nên là các bác mua trồng vườn hay là trồng kinh tế này thì các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em nhá. Nhà em đảm bảo với các bác là sẽ cung cấp cho các bác, bán cho các bác giống chuẩn 100% luôn nhá. Nhà em có bảo hành từ khi các bác trồng cho đến khi ra trái nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em ạ. 70.000 đồng trên một cây giống và nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng cho các thêm cho các bác một cây nữa nhá. Đồng thời là miễn phí ship giao hàng đến tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên ạ. Đấy, các bác nào mà đặc biệt là các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại này thì các bác bên nhà vườn em sẽ có giá cực kỳ là ưu đãi dành cho các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại nhá. Đấy, nên các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em, sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn cách trồng, kỹ thuật chăm sóc cây nhá các bác nhá. Cái cây giống này thì bầu rễ nhà em đã ươm ghép ổn định như thế này rồi và nó có cái cây giống này nó có sức kháng bệnh rất là tốt, rất là cao nhá. Nên là nó sẽ phù hợp với tất cả các loại đất của nước ta nhá. Nó phù hợp với mọi loại đất và mọi khí hậu của nước ta. Cho nên là tỉnh nào cũng trồng được nha các bác nhá. Nhà vườn em thì có ship hàng toàn quốc ạ. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Cà Mau là nhà em đều ship hết nhá. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại là nhà em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn, tư vấn cách trồng, cách chăm sóc đầy đủ cụ thể và gửi hàng về đến tận nhà cho các bác nhá. Đấy.
Các bác đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em ạ. Nhà em hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên là nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nhá. Đồng thời là nhà em sẽ miễn phí ship giao hàng cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nhá. Đấy ạ. Cái giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì ăn nó rất là ngon ạ. Ăn nó có mùi hương thơm đặc trưng mà không trái bưởi nào có đâu ạ. Rất là thơm và ăn nó chua chua, ngọt ngọt, thanh mát, cực kỳ là dễ ăn nhá. Người già trẻ nhỏ đều ăn được hết nhá, đều rất là thích ăn ạ. Và cái giống bưởi này nhà em đã ươm ghép ổn định và khỏe mạnh như thế này rồi. Nó sẽ cho ra trái từ 12 đến 18 tháng sau khi các bác trồng nhá. Đấy, rất nhanh cho ra trái luôn ạ. Và cái đợt đầu cho ra trái thì nó sẽ cho từ 10 đến 15 trái ạ. Và sau khi các bác trồng, các bác chăm sóc từ 3 đến 4 năm trở đi thì mỗi đợt thu hoạch nó sẽ cho ra từ 30 đến 40 quả nha các bác nhá. Đấy, rất là sai luôn và rất mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao luôn ạ. Cái trái bưởi đỏ Luận Văn hay còn gọi là bưởi đỏ Tiến Vua này thì hiện tại đang được bán ra thị trường với giá khá là cao luôn ạ. Bởi vì là nó trông vừa đẹp mắt, ăn lại ngon mà thỏ rất là đẹp nhá. Nó lại còn mang ý nghĩa phong thủy là mang may mắn cho gia chủ nha các bác nhá. Đấy, nên các bác đặt hàng cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em sẽ chốt đơn và gọi và ship hàng về tận nhà cho các bác nhá. Hôm nay nhà em lên tri ân cho các bác, bán cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và tặng thêm cho các bác thêm một cây nữa ạ. Đồng thời là sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho bác nào mua cây từ 5 cây giống trở lên nha các bác nhá. Đây, cây giống em sẽ quay gần cho các bác xem nhá. Cây nào cũng như cây nào luôn nha các bác nhá. Rễ rất là nhiều này. Rễ rất là nhiều như thế này thì không thể nào mà chết được nha các bác nhá. Mầm lá rất là xanh tốt, sum xuê như thế này luôn ạ. Đấy, nhà vườn em sẽ bảo hành cho các bác một đổi một trong vòng 3 tháng nếu cây bị chết nha các bác nhá. Và nhà vườn em sẽ bảo hành cho bác từ khi trồng cho đến khi ra trái, đảm bảo đúng chuẩn giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác cứ lưu số điện thoại nhà vườn của em vào, bất cứ lúc nào các bác gọi thì cũng sẽ nhà vườn em cũng sẽ giúp trả lời các bác nhiệt tình luôn ạ. Đấy, các bác nhớ là để lại số điện thoại thì nhà vườn em mới liên hệ chốt đơn và gửi hàng cho các bác được nha các bác nhá. Vâng, em chốt đơn cho chị Nhung Nguyễn nhé. Chị Nhung Nguyễn chị ở Bình Định, chị lấy 5 cây ạ. Bình Định thì tầm 3 đến 4 ngày là chị nhận được hàng thôi ạ. Vâng, em chốt đơn cho anh Hà Phi này. Em chốt đơn cho anh Pháp Nguyễn nhé. Em chốt đơn cho anh Nguyên An này. Em chốt đơn cho anh Cường Phạm ạ. Đấy, các anh chị lấy 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em nhá. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng nhà em đều ship hết nhá. Nhà em ship hàng trên toàn quốc và sẽ miễn phí ship cho bác nào đặt từ 5 cây trở lên nhá. Hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống đấy ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa ạ. Đồng thời là các bác sẽ được miễn phí ship về tận nhà nha các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng thì cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn kỹ thuật trồng chăm sóc đầy đủ và cụ thể cho các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Nhà vườn em cam kết với các bác là sẽ cung cấp giống chuẩn 100% cho các bác trồng nhá. Cho đến khi ra trái là ra đúng trái ruột đỏ Tiến Vua này. Ra đúng trái bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em và để lại số điện thoại để có thể đặt mua cho mình cái cây giống rất là đẹp như thế này ạ. Đấy, cây giống nhà vườn em nhá. Cả 100 cây đều như 100 cây luôn nha các bác nhá. Các bác nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái, nếu cây đảm bảo khỏe mạnh thì các bác nhận nhá. Nếu không đảm bảo thì các bác cứ hoàn hàng về cho nhà vườn em nhá. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây nha các bác nhá. Và tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 luôn ạ. Đấy, và miễn phí ship về tận nhà nhá. Nên các bác cứ mua mỗi nhà lấy 5 cây, 10 cây và trồng cho em. Sau này bán là rất là được giá nhá. Mà bưởi thì không bao giờ là sợ là không bán được. Bởi vì bao giờ cái trái bưởi là ăn ngon và
và mỗi dịp lễ Tết là chúng ta là rất cần bưởi để thờ, đúng không ạ? Đấy, các bác cứ để lại số điện thoại cho em nhé, để được chốt đơn thành công nha các bác nhé. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và mua từ 5 cây trở lên là bên nhà vườn em sẽ tặng cho các bác thêm một cây. Và em sẽ lấy bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây. Và miễn phí ship về đến tận nhà cho các bác nhá. Em xin kính chào tất cả các bác nhá. Hôm nay nhà vườn em xin giới thiệu đến tất cả các bác một cái dòng giống bưởi rất là quý hiếm hiện nay. Đó là bưởi đỏ tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn nha các bác nhá. Cái giống bưởi đỏ tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn này thì từ thời xa xưa người dân thường hay mang vào cung tiến vua trong các dịp đại lễ nên nó mới có tên gọi là tiến vua ạ. Cái giống bưởi đỏ quý hiếm này thì hôm nay nhà vườn em đã nhân giống thành công theo phương pháp là ghép mắt ạ. Và khi cây giống đã đủ tuổi mầm, bầu rễ ổn định, mắt ghép ổn định, khỏe mạnh, tốt thì nhà em hôm nay nhà em xuất vườn và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 cây ạ. Và đồng thời là miễn phí ship cho các bác về tận nhà nha các bác nhá. Các bác đặt hàng thế nên là các bác mua 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn về kỹ thuật trồng chăm sóc cái giống bưởi này cho các bác đầy đủ và cụ thể nha các bác nhá. Đấy. Cái cây giống thực tế mà nhà em gửi cho các bác đây nhá. Em giơ gần cho các bác xem này. Đấy. Bầu rễ của nó rất là ổn định rồi và cái rễ của nó ra rất là nhiều nha các bác nhá. Rễ tua tủa luôn này, mà rễ rất là to luôn nha các bác nhá. Em quay gần cho các bác nhá. Và cái thân của cái cây giống này cũng đã bằng ngón tay rồi. Mầm của nó rất là xanh tốt này. Đấy, mắt ghép đã liền hết rồi nhá. Thì hôm nay nhà em xuất vườn rất là nhiều và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 trên một cây giống thôi ạ. 70.000 trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nhá. Đồng thời là nhà vườn em sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nhá. Đấy. Còn đây là cái cây thực tế nhà em quay cho các bác xem này. Đấy, cây này là nhà em đã trồng cách đây là trồng được 2 năm rồi và quả nó rất là sai luôn nha các bác nhá. Đấy, em có bổ sẵn một quả để cho các bác nhìn thực tế cái lõi của nó nhá. Lõi của nó cũng là màu đỏ luôn nha các bác nhá. Đấy, cây của nhà em này rất là sai và trồng được 2 năm rồi các bác nhá. Đấy, cái bưởi đỏ tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn này thì nó có một cái đặc điểm nổi bật là vỏ của nó màu đỏ và lõi của nó cũng màu đỏ luôn nên trông nhìn rất là đẹp mắt nha các bác nhá. Thì thường được người dân mua để thờ hay là để biếu trong những dịp lễ Tết nên giá bán của nó rất là cao. Nên là các bác mua trồng vườn hay là trồng kinh tế này thì các bác cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em nhá. Nhà em đảm bảo với các bác là sẽ cung cấp cho các bác, bán cho các bác giống chuẩn 100% luôn nhá. Nhà em có bảo hành từ khi các bác trồng cho đến khi ra trái nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em ạ. 70.000 đồng trên một cây giống và nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng cho các thêm cho các bác một cây nữa nhá. Đồng thời là miễn phí ship giao hàng đến tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên ạ. Đấy, các bác nào mà đặc biệt là các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại này thì các bác bên nhà vườn em sẽ có giá cực kỳ là ưu đãi dành cho các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại nhá. Đấy, nên các bác cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em, sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn cách trồng, kỹ thuật chăm sóc cây nhá các bác nhá. Cái cây giống này thì bầu rễ nhà em đã ươm ghép ổn định như thế này rồi và nó có cái cây giống này nó có sức kháng bệnh rất là tốt, rất là cao nhá, nên là nó sẽ phù hợp với tất cả các loại đất của nước ta nhá. Nó phù hợp với mọi loại đất và mọi khí hậu của nước ta cho nên là tỉnh nào cũng trồng được nha các bác nhá. Nhà vườn em thì có ship hàng toàn quốc ạ. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Cà Mau là nhà em đều ship hết nhá. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại là nhà em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn, tư vấn cách trồng, cách chăm sóc đầy đủ cụ thể và gửi hàng về đến tận nhà cho các bác nhá. Đấy.
Các bác đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em ạ. Nhà em hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên là nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nha. Đồng thời là nhà em sẽ miễn phí ship giao hàng cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nha. Đấy ạ. Cái giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì ăn nó rất là ngon ạ. Ăn nó có mùi hương thơm đặc trưng mà không trái bưởi nào có đâu ạ. Rất là thơm và ăn nó chua chua, ngọt ngọt, thanh mát, cực kỳ là dễ ăn nhá. Người già trẻ nhỏ đều ăn được hết nhá, đều rất là thích ăn ạ. Và cái giống bưởi này nhà em đã ươm ghép ổn định và khỏe mạnh như thế này rồi. Nó sẽ cho ra trái từ 12 đến 18 tháng sau khi các bác trồng nha. Đấy, rất nhanh cho ra trái luôn ạ. Và cái đợt đầu cho ra trái thì nó sẽ cho từ 10 đến 15 trái ạ. Và sau khi các bác trồng, các bác chăm sóc từ 3 đến 4 năm trở đi thì mỗi đợt thu hoạch nó sẽ cho ra từ 30 đến 40 quả nha các bác nhá. Đấy, rất là sai luôn và rất mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao luôn ạ. Cái trái bưởi đỏ Luận Văn hay còn gọi là bưởi đỏ Tiến Vua này thì hiện tại đang được bán ra thị trường với giá khá là cao luôn ạ. Bởi vì là nó trông vừa đẹp mắt, ăn lại ngon mà thỏ rất là đẹp nhá. Nó lại còn mang ý nghĩa phong thủy là mang may mắn cho gia chủ nha các bác nhá. Đấy, nên các bác đặt hàng cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em. Nhà em sẽ chốt đơn và gọi và ship hàng về tận nhà cho các bác nhá. Hôm nay nhà em lên tri ân cho các bác, bán cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và tặng thêm cho các bác thêm một cây nữa ạ. Đồng thời là sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho bác nào mua cây từ 5 cây giống trở lên nha các bác nhá. Đây, cây giống em sẽ quay gần cho các bác xem nhá. Cây nào cũng như cây nào luôn nha các bác nhá. Rễ rất là nhiều này. Rễ rất là nhiều như thế này thì không thể nào mà chết được nha các bác nhá. Mầm lá rất là xanh tốt, sum xuê như thế này luôn ạ. Đấy, nhà vườn em sẽ bảo hành cho các bác một đổi một trong vòng 3 tháng nếu cây bị chết nha các bác nhá. Và nhà vườn em sẽ bảo hành cho bác từ khi trồng cho đến khi ra trái, đảm bảo đúng chuẩn giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác cứ lưu số điện thoại nhà vườn của em vào, bất cứ lúc nào các bác gọi thì cũng sẽ nhà vườn em cũng sẽ giúp trả lời các bác nhiệt tình luôn ạ. Đấy, các bác nhớ là để lại số điện thoại thì nhà vườn em mới liên hệ chốt đơn và gửi hàng cho các bác được nha các bác nhá. Vâng, em chốt đơn cho chị Nhung Nguyễn nhé. Chị Nhung Nguyễn chị ở Bình Định, chị lấy 5 cây ạ. Bình Định thì tầm 3 đến 4 ngày là chị nhận được hàng thôi ạ. Vâng, em chốt đơn cho anh Hà Phi này, em chốt đơn cho anh Pháp Nguyễn nhé, em chốt đơn cho anh Nguyên An này, em chốt đơn cho anh Cường Phạm ạ. Đấy, các anh chị lấy 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em nhá. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng nhà em đều ship hết nhá. Nhà em ship hàng trên toàn quốc và sẽ miễn phí ship cho bác nào đặt từ 5 cây trở lên nhá. Hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên 1 cây giống đấy ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa ạ. Đồng thời là các bác sẽ được miễn phí ship về tận nhà nha các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng thì cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn kỹ thuật trồng chăm sóc đầy đủ và cụ thể cho các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Nhà vườn em cam kết với các bác là sẽ cung cấp giống chuẩn 100% cho các bác trồng nhá. Cho đến khi ra trái là ra đúng trái ruột đỏ Tiến Vua này. Ra đúng trái bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em và để lại số điện thoại để có thể đặt mua cho mình cái cây giống rất là đẹp như thế này ạ. Đấy, cây giống nhà vườn em nhá. Cả 100 cây đều như 100 cây luôn nha các bác nhá. Các bác nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái, nếu cây đảm bảo khỏe mạnh thì các bác nhận nhá. Nếu không đảm bảo thì các bác cứ hoàn hàng về cho nhà vườn em nhá. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây nha các bác nhá. Và tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 luôn ạ. Đấy, và miễn phí ship về tận nhà nhá. Nên các bác cứ mua mỗi nhà lấy 5 cây, 10 cây và trồng cho em. Sau này bán là rất là được giá nhá. Mà bưởi thì không bao giờ là sợ là không bán được. Bởi vì bao giờ cái trái bưởi là ăn ngon và
và mỗi dịp lễ Tết là chúng ta là rất cần bưởi để thờ đúng không ạ? Đấy, các bác cứ để lại số điện thoại cho em nhé, để được chốt đơn thành công nha các bác nhé. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và mua từ 5 cây trở lên là bên nhà vườn em sẽ tặng cho các bác thêm một cây. Và em sẽ lấy bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây. Và miễn phí ship về đến tận nhà cho các bác nhá. Em xin kính chào tất cả các bác nhá. Hôm nay nhà vườn em xin giới thiệu đến tất cả các bác một cái dòng giống bưởi rất là quý hiếm hiện nay. Đó là bưởi đỏ tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn nha các bác nhá. Cái giống bưởi đỏ tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn này thì từ thời xa xưa người dân thường hay mang vào cung tiến vua trong các dịp đại lễ nên nó mới có tên gọi là tiến vua ạ. Cái giống bưởi đỏ quý hiếm này thì hôm nay nhà vườn em đã nhân giống thành công theo phương pháp là ghép mắt ạ. Và khi cây giống đã đủ tuổi mầm, bầu rễ ổn định, mắt ghép ổn định, khỏe mạnh, tốt thì nhà em hôm nay nhà em xuất vườn và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 cây ạ. Và đồng thời là miễn phí ship cho các bác về tận nhà nha các bác nhá. Các bác đặt hàng thế nên là các bác mua 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn về kỹ thuật trồng chăm sóc cái giống bưởi này cho các bác đầy đủ và cụ thể nha các bác nhá. Đấy. Cái cây giống thực tế mà nhà em gửi cho các bác đây nhá. Em giơ gần cho các bác xem này. Đấy. Bầu rễ của nó rất là ổn định rồi và cái rễ của nó ra rất là nhiều nha các bác nhá. Rễ tua tủa luôn này mà rễ rất là to luôn nha các bác nhá. Em quay gần cho các bác nhá. Và cái thân của cái cây giống này cũng đã bằng ngón tay rồi. Mầm của nó rất là xanh tốt này. Đấy, mắt ghép đã liền hết rồi nhá. Thì hôm nay nhà em xuất vườn rất là nhiều và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 trên một cây giống vậy ạ. 70.000 trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nhá. Đồng thời là nhà vườn em sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nhá. Đấy. Còn đây là cái cây thực tế nhà em quay cho các bác xem này. Đấy, cây này là nhà em đã trồng cách đây là trồng được 2 năm rồi và quả nó rất là sai luôn nha các bác nhá. Đấy, em có bổ sẵn một quả để cho các bác nhìn thực tế cái lõi của nó nhá. Lõi của nó cũng là màu đỏ luôn nha các bác nhá. Đấy, cây của nhà em này rất là sai và trồng được 2 năm rồi các bác nhá. Đấy, cái bưởi đỏ tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn này thì nó có một cái đặc điểm nổi bật là vỏ của nó màu đỏ và lõi của nó cũng màu đỏ luôn nên trông nhìn rất là đẹp mắt nha các bác nhá. Thì thường được người dân mua để thờ hay là để biếu trong những dịp lễ Tết nên giá bán của nó rất là cao. Nên là các bác mua trồng vườn hay là trồng kinh tế này thì các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em nhá. Nhà em đảm bảo với các bác là sẽ cung cấp cho các bác, bán cho các bác giống chuẩn 100% luôn nhá. Nhà em có bảo hành từ khi các bác trồng cho đến khi ra trái nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em ạ. 70.000 đồng trên một cây giống và nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng cho các thêm cho các bác một cây nữa nhá. Đồng thời là miễn phí ship giao hàng đến tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên ạ. Đấy, các bác nào mà đặc biệt là các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại này thì các bác bên nhà vườn em sẽ có giá cực kỳ là ưu đãi dành cho các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại nhá. Đấy, nên các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em, sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn cách trồng, kỹ thuật chăm sóc cây nhá các bác nhá. Cái cây giống này thì bầu rễ nhà em đã ươm ghép ổn định như thế này rồi. Và nó có cái cây giống này nó có sức kháng bệnh rất là tốt, rất là cao nhá. Nên là nó sẽ phù hợp với tất cả các loại đất của nước ta nhá. Nó phù hợp với mọi loại đất và mọi khí hậu của nước ta. Cho nên là tỉnh nào cũng trồng được nha các bác nhá. Nhà vườn em thì có ship hàng toàn quốc ạ. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Cà Mau là nhà em đều ship hết nhá. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại là nhà em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn, tư vấn cách trồng, cách chăm sóc đầy đủ cụ thể và gửi hàng về đến tận nhà cho các bác nhá. Đấy,
Các bác đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em ạ. Nhà em hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên là nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nha. Đồng thời là nhà em sẽ miễn phí ship giao hàng cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nha. Đấy ạ. Cái giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì ăn nó rất là ngon ạ. Ăn nó có mùi hương thơm đặc trưng mà không trái bưởi nào có đâu ạ. Rất là thơm và ăn nó chua chua, ngọt ngọt, thanh mát, cực kỳ là dễ ăn nhá. Người già trẻ nhỏ đều ăn được hết nhá, đều rất là thích ăn ạ. Và cái giống bưởi này nhà em đã ươm ghép ổn định và khỏe mạnh như thế này rồi. Nó sẽ cho ra trái từ 12 đến 18 tháng sau khi các bác trồng nha. Đấy, rất nhanh cho ra trái luôn ạ. Và cái đợt đầu cho ra trái thì nó sẽ cho từ 10 đến 15 trái ạ. Và sau khi các bác trồng, các bác chăm sóc từ 3 đến 4 năm trở đi thì mỗi đợt thu hoạch nó sẽ cho ra từ 30 đến 40 quả nha các bác nhá. Đấy, rất là sai luôn và rất mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao luôn ạ. Cái trái bưởi đỏ Luận Văn hay còn gọi là bưởi đỏ Tiến Vua này thì hiện tại đang được bán ra thị trường với giá khá là cao luôn ạ. Bởi vì là nó trông vừa đẹp mắt, ăn lại ngon mà thở rất là đẹp nhá. Nó lại còn mang ý nghĩa phong thủy là mang may mắn cho gia chủ nha các bác nhá. Đấy, nên các bác đặt hàng cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em. Nhà em sẽ chốt đơn và gọi và ship hàng về tận nhà cho các bác nhá. Hôm nay nhà em lên tri ân cho các bác, bán cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và tặng thêm cho các bác thêm một cây nữa ạ. Đồng thời là sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho bác nào mua cây từ 5 cây giống trở lên nhé các bác nhá. Đây, cây giống em sẽ quay gần cho các bác xem nhá. Cây nào cũng như cây nào luôn nha các bác nhá. Rễ rất là nhiều này. Rễ rất là nhiều như thế này thì không thể nào mà chết được nha các bác nhá. Mầm lá rất là xanh tốt, sum xuê như thế này luôn ạ. Đấy, nhà vườn em sẽ bảo hành cho các bác một đổi một trong vòng 3 tháng nếu cây bị chết nha các bác nhá. Và nhà vườn em sẽ bảo hành cho bác từ khi trồng cho đến khi ra trái, đảm bảo đúng chuẩn giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác cứ lưu số điện thoại nhà vườn của em vào, bất cứ lúc nào các bác gọi thì cũng sẽ nhà vườn em cũng sẽ giúp trả lời các bác nhiệt tình luôn ạ. Đấy, các bác nhớ là để lại số điện thoại thì nhà vườn em mới liên hệ chốt đơn và gửi hàng cho các bác được nha các bác nhá. Vâng, em chốt đơn cho chị Nhung Nguyễn nhé. Chị Nhung Nguyễn chị ở Bình Định, chị lấy 5 cây ạ. Bình Định thì tầm 3 đến 4 ngày là chị nhận được hàng thôi ạ. Vâng, em chốt đơn cho anh Hà Phi này. Em chốt đơn cho anh Pháp Nguyễn nhé. Em chốt đơn cho anh Nguyên An này. Em chốt đơn cho anh Cường Phạm ạ. Đấy, các anh chị lấy 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em nhá. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng nhà em đều ship hết nhá. Nhà em ship hàng trên toàn quốc và sẽ miễn phí ship cho bác nào đặt từ 5 cây trở lên nhá. Hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên 1 cây giống đấy ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa ạ. Đồng thời là các bác sẽ được miễn phí ship về tận nhà nha các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng thì cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn kỹ thuật trồng chăm sóc đầy đủ và cụ thể cho các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Nhà vườn em cam kết với các bác là sẽ cung cấp giống chuẩn 100% cho các bác trồng nhá. Cho đến khi ra trái là ra đúng trái ruột đỏ Tiến Vua này. Ra đúng trái bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em và để lại số điện thoại để có thể đặt mua cho mình cái cây giống rất là đẹp như thế này ạ. Đấy, cây giống nhà vườn em nhá. Cả 100 cây đều như 100 cây luôn nha các bác nhá. Các bác nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái, nếu cây đảm bảo khỏe mạnh thì các bác nhận nhá. Nếu không đảm bảo thì các bác cứ hoàn hàng về cho nhà vườn em nhá. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây nha các bác nhá. Và tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 luôn ạ. Đấy, và miễn phí ship về tận nhà nhá. Nên các bác cứ mua mỗi nhà lấy 5 cây, 10 cây và trồng cho em. Sau này bán là rất là được giá nhá. Mà bưởi thì không bao giờ là sợ là không bán được. Bởi vì bao giờ cái trái bưởi là ăn ngon và
Và mỗi dịp lễ Tết là chúng ta là rất cần bưởi để thờ đúng không ạ? Đấy. Các bác cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Để được chốt đơn thành công nha các bác nhé. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và mua từ 5 cây trở lên là bên nhà vườn em sẽ tặng cho các bác thêm một cây. Và em sẽ lấy bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây. Và miễn phí ship về đến tận nhà cho các bác nhé. Em xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay nhà vườn em xin giới thiệu đến tất cả các bác một cái dòng giống bưởi rất là quý hiếm hiện nay. Đó là bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn nha các bác nhá. Cái giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì từ thời xa xưa người dân thường hay mang vào cung Tiến Vua trong các dịp đại lễ nên nó mới có tên gọi là Tiến Vua ạ. Cái giống bưởi đỏ quý hiếm này thì hôm nay nhà vườn em đã nhân giống thành công theo phương pháp là ghép mắt ạ. Và khi cây giống đã đủ tuổi mầm, bầu rễ ổn định, mắt ghép ổn định, khỏe mạnh, tốt thì hôm nay nhà em xuất vườn và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 cây ạ. Và đồng thời là miễn phí ship cho các bác về tận nhà nha các bác nhá. Các bác đặt hàng thế nên là các bác mua 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn về kỹ thuật trồng chăm sóc cái giống bưởi này cho các bác đầy đủ và cụ thể nha các bác nhá. Đấy. Cái cây giống thực tế mà nhà em gửi cho các bác đây nhá. Em giơ gần cho các bác xem này. Đấy. Bầu rễ của nó rất là ổn định rồi và cái rễ của nó ra rất là nhiều nha các bác nhá. Rễ tua tủa luôn này mà rễ rất là to luôn nha các bác nhá. Em quay gần cho các bác nhá. Và cái thân của cái cây giống này cũng đã bằng ngón tay rồi, mầm của nó rất là xanh tốt này. Đấy, mắt ghép đã liền hết rồi nhá. Thì hôm nay nhà em xuất vườn rất là nhiều và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 trên một cây giống vậy ạ. 70.000 trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nhá. Đồng thời là nhà vườn em sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nhá. Đấy. Còn đây là cái cây thực tế nhà em quay cho các bác xem này. Đấy, cây này là nhà em đã trồng cách đây là trồng được 2 năm rồi và quả nó rất là sai luôn nha các bác nhá. Đấy, em có bổ sẵn một quả để cho các bác nhìn thực tế cái lõi của nó nhá. Lõi của nó cũng là màu đỏ luôn nha các bác nhá. Đấy, cây của nhà em này rất là sai và trồng được 2 năm rồi các bác nhá. Đấy, cái bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì nó có một cái đặc điểm nổi bật là vỏ của nó màu đỏ và lõi của nó cũng màu đỏ luôn nên trông nhìn rất là đẹp mắt nha các bác nhá. Thì thường được người dân mua để thờ hay là để biếu trong những dịp lễ Tết nên giá bán của nó rất là cao. Nên là các bác mua trồng vườn hay là trồng kinh tế này thì các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em nhá. Nhà em đảm bảo với các bác là sẽ cung cấp cho các bác, bán cho các bác giống chuẩn 100% luôn nhá. Nhà em có bảo hành từ khi các bác trồng cho đến khi ra trái nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em ạ. 70.000 đồng trên một cây giống và nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng cho các thêm cho các bác một cây nữa nhá. Đồng thời là miễn phí ship giao hàng đến tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên ạ. Đấy, các bác nào mà đặc biệt là các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại này thì các bác bên nhà vườn em sẽ có giá cực kỳ là ưu đãi dành cho các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại nhá. Đấy, nên các bác cứ để lại số điện thoại trên line cho nhà em, sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn cách trồng, kỹ thuật chăm sóc cây nhá các bác nhá. Cái cây giống này thì bầu rễ nhà em đã ươm ghép ổn định như thế này rồi. Và nó có cái cây giống này nó có sức kháng bệnh rất là tốt, rất là cao nhá. Nên là nó sẽ phù hợp với tất cả các loại đất của nước ta nhá. Nó phù hợp với mọi loại đất và mọi khí hậu của nước ta. Cho nên là tỉnh nào cũng trồng được nha các bác nhá. Nhà vườn em thì có ship hàng toàn quốc ạ. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Cà Mau là nhà em đều ship hết nhá. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại là nhà em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn, tư vấn cách trồng, cách chăm sóc đầy đủ cụ thể và gửi hàng về đến tận nhà cho các bác nhá. Đấy.
Các bác đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em ạ. Nhà em hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên là nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nhá. Đồng thời là nhà em sẽ miễn phí ship giao hàng cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nhá. Đấy ạ. Cái giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì ăn nó rất là ngon ạ. Ăn nó có mùi hương thơm đặc trưng mà không trái bưởi nào có đâu ạ, rất là thơm và ăn nó chua chua ngọt ngọt thanh mát, cực kỳ là dễ ăn nhá. Người già trẻ nhỏ đều ăn được hết nhá, đều rất là thích ăn ạ. Và cái giống bưởi này nhà em đã ươm ghép ổn định và khỏe mạnh như thế này rồi, nó sẽ cho ra trái từ sau từ 12 đến 18 tháng sau khi các bác trồng nhá. Đấy, rất nhanh cho ra trái luôn ạ. Và cái đợt đầu cho ra trái thì nó sẽ cho từ 10 đến 15 trái ạ. Và sau khi các bác trồng, các bác chăm sóc từ 3 đến 4 năm trở đi thì mỗi đợt thu hoạch nó sẽ cho ra từ 30 đến 40 quả nha các bác nhá. Đấy, rất là sai luôn và rất mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao luôn ạ. Cái trái bưởi đỏ Luận Văn hay còn gọi là bưởi đỏ Tiến Vua này thì hiện tại đang được bán ra thị trường với giá khá là cao luôn ạ. Bởi vì là nó trông vừa đẹp mắt, ăn lại ngon mà thở rất là đẹp nhá. Nó lại còn mang ý nghĩa phong thủy là mang may mắn cho gia chủ nha các bác nhá. Đấy, nên các bác đặt hàng cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em. Nhà em sẽ chốt đơn và gọi và ship hàng về tận nhà cho các bác nhá. Hôm nay nhà em lên tri ân cho các bác, bán cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và tặng thêm cho các bác thêm một cây nữa ạ. Đồng thời là sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho bác nào mua cây từ 5 cây giống trở lên nha các bác nhá. Đây, cây giống em sẽ quay gần cho các bác xem nhá. Cây nào cũng như cây nào luôn nha các bác nhá. Rễ rất là nhiều này. Rễ rất là nhiều như thế này thì không thể nào mà chết được nha các bác nhá. Mầm lá rất là xanh tốt, sum xuê như thế này luôn ạ. Đấy, nhà vườn em sẽ bảo hành cho các bác một đổi một trong vòng 3 tháng nếu cây bị chết nha các bác nhá. Và nhà vườn em sẽ bảo hành cho bác từ khi trồng cho đến khi ra trái, đảm bảo đúng chuẩn giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác cứ lưu số điện thoại nhà vườn của em vào, bất cứ lúc nào các bác gọi thì cũng sẽ nhà vườn em cũng sẽ giúp trả lời các bác nhiệt tình luôn ạ. Đấy, các bác nhớ là để lại số điện thoại thì nhà vườn em mới liên hệ chốt đơn và gửi hàng cho các bác được nhé các bác nhá. Vâng, em chốt đơn cho chị Nhung Nguyễn nhé. Chị Nhung Nguyễn, chị ở Bình Định, chị lấy 5 cây ạ. Bình Định thì tầm 3 đến 4 ngày là chị nhận được hàng thôi ạ. Vâng, em chốt đơn cho anh Hà Phi này, em chốt đơn cho anh Pháp Nguyễn nhé, em chốt đơn cho anh Nguyên An này, em chốt đơn cho anh Cường Phạm ạ. Đấy, các anh chị lấy 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em nhá. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng nhà em đều ship hết nhá. Nhà em ship hàng trên toàn quốc và sẽ miễn phí ship cho bác nào đặt từ 5 cây trở lên nhá. Hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên 1 cây giống đấy ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác 1 cây nữa ạ. Đồng thời là các bác sẽ được miễn phí ship về tận nhà nha các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng thì cứ để lại số điện thoại trên live cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn kỹ thuật trồng chăm sóc đầy đủ và cụ thể cho các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Nhà vườn em cam kết với các bác là sẽ cung cấp giống chuẩn 100% cho các bác trồng nhá. Cho đến khi ra trái là ra đúng trái ruột đỏ Tiến Vua này. Ra đúng trái bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng ở nhà vườn em và để lại số điện thoại để có thể đặt mua cho mình cái cây giống rất là đẹp như thế này ạ. Đấy, cây giống nhà vườn em nhá. Cả 100 cây đều như 100 cây luôn nha các bác nhá. Các bác nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái, nếu cây đảm bảo khỏe mạnh thì các bác nhận nhá. Nếu không đảm bảo thì các bác cứ hoàn hàng về cho nhà vườn em nhá. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây nha các bác nhá. Và tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 luôn ạ. Đấy, và miễn phí ship về tận nhà nhá. Nên các bác cứ mua mỗi nhà lấy 5 cây, 10 cây và trồng cho em. Sau này bán là rất là được giá nhá. Mà bưởi thì không bao giờ là sợ là không bán được. Bởi vì bao giờ cái trái bưởi là ăn ngon và
Và mỗi dịp lễ Tết là chúng ta là rất cần bưởi để thờ đúng không ạ? Đấy. Các bác cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Để được chốt đơn thành công nha các bác nhé. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và mua từ 5 cây trở lên là bên nhà vườn em sẽ tặng cho các bác thêm một cây. Và em sẽ lấy bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây. Và miễn phí ship về đến tận nhà cho các bác nhé. Em xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay nhà vườn em xin giới thiệu đến tất cả các bác một cái dòng giống bưởi rất là quý hiếm hiện nay. Đó là bưởi đỏ tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn nha các bác nhá. Cái giống bưởi đỏ tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn này thì từ thời xa xưa người dân thường hay mang vào cung tiến vua trong các dịp đại lễ nên nó mới có tên gọi là tiến vua ạ. Cái giống bưởi đỏ quý hiếm này thì hôm nay nhà vườn em đã nhân giống thành công theo phương pháp là ghép mắt ạ. Và khi cây giống đã đủ tuổi mầm, bầu rễ ổn định, mắt ghép ổn định, khỏe mạnh, tốt thì nhà em hôm nay nhà em xuất vườn và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 cây ạ. Và đồng thời là miễn phí ship cho các bác về tận nhà nha các bác nhá. Các bác đặt hàng thế nên là các bác mua 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn về kỹ thuật trồng chăm sóc cái giống bưởi này cho các bác đầy đủ và cụ thể nha các bác nhá. Đấy. Cái cây giống thực tế mà nhà em gửi cho các bác đây nhá. Em giơ gần cho các bác xem này. Đấy. Bầu rễ của nó rất là ổn định rồi và cái rễ của nó ra rất là nhiều nha các bác nhá. Rễ tua tủa luôn này mà rễ rất là to luôn nha các bác nhá. Em quay gần cho các bác nhá. Và cái thân của cái cây giống này cũng đã bằng ngón tay rồi. Mầm của nó rất là xanh tốt này. Đấy, mắt ghép đã liền hết rồi nhá. Thì hôm nay nhà em xuất vườn rất là nhiều và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 trên một cây giống vậy ạ. 70.000 trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nhá. Đồng thời là nhà vườn em sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nhá. Đấy. Còn đây là cái cây thực tế nhà em quay cho các bác xem này. Đấy, cây này là nhà em đã trồng cách đây là trồng được 2 năm rồi và quả nó rất là sai luôn nha các bác nhá. Đấy, em có bổ sẵn một quả để cho các bác nhìn thực tế cái lõi của nó nhá. Lõi của nó cũng là màu đỏ luôn nha các bác nhá. Đấy, cây của nhà em này rất là sai và trồng được 2 năm rồi các bác nhá. Đấy, cái bưởi đỏ tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn này thì nó có một cái đặc điểm nổi bật là vỏ của nó màu đỏ và lõi của nó cũng màu đỏ luôn nên trông nhìn rất là đẹp mắt nha các bác nhá. Thì thường được người dân mua để thờ hay là để biếu trong những dịp lễ Tết nên giá bán của nó rất là cao. Nên là các bác mua trồng vườn hay là trồng kinh tế này thì các bác cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em nhá. Nhà em đảm bảo với các bác là sẽ cung cấp cho các bác, bán cho các bác giống chuẩn 100% luôn nhá. Nhà em có bảo hành từ khi các bác trồng cho đến khi ra trái nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em ạ. 70.000 đồng trên một cây giống trên một cây giống và nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng cho các thêm cho các bác một cây nữa nhá. Đồng thời là miễn phí ship giao hàng đến tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên ạ. Đấy, các bác nào mà đặc biệt là các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại này thì các bác bên nhà vườn em sẽ có giá cực kỳ là ưu đãi dành cho các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại nhá. Đấy, nên các bác cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn cách trồng, kỹ thuật chăm sóc cây nhá các bác nhá. Cái cây giống này thì bầu rễ nhà em đã ươm ghép ổn định như thế này rồi. Và nó có cái cây giống này nó có sức kháng bệnh rất là tốt, rất là cao nhá. Nên là nó sẽ phù hợp với tất cả các loại đất của nước ta nhá. Nó phù hợp với mọi loại đất và mọi khí hậu của nước ta. Cho nên là tỉnh nào cũng trồng được nha các bác nhá. Nhà vườn em thì có ship hàng toàn quốc ạ. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Cà Mau là nhà em đều ship hết nhá. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại là nhà em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn, tư vấn cách trồng, cách chăm sóc đầy đủ cụ thể và gửi hàng về đến tận nhà cho các bác nhá. Đấy.
Các bác đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em ạ. Nhà em hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên là nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nha. Đồng thời là nhà em sẽ miễn phí ship giao hàng cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nha. Đấy ạ. Cái giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì ăn nó rất là ngon ạ. Ăn nó có mùi hương thơm đặc trưng mà không trái bưởi nào có đâu ạ, rất là thơm và ăn nó chua chua ngọt ngọt thanh mát, cực kỳ là dễ ăn nhá. Người già trẻ nhỏ đều ăn được hết nhá, đều rất là thích ăn ạ. Và cái giống bưởi này nhà em đã ươm ghép ổn định và khỏe mạnh như thế này rồi, nó sẽ cho ra trái từ sau từ 12 đến 18 tháng sau khi các bác trồng nhá. Đấy, rất nhanh cho ra trái luôn ạ. Và cái đợt đầu cho ra trái thì nó sẽ cho từ 10 đến 15 trái ạ. Và sau khi các bác trồng, các bác chăm sóc từ 3 đến 4 năm trở đi thì mỗi đợt thu hoạch nó sẽ cho ra từ 30 đến 40 quả nha các bác nhá. Đấy, rất là sai luôn và rất mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao luôn ạ. Cái trái bưởi đỏ Luận Văn hay còn gọi là bưởi đỏ Tiến Vua này thì hiện tại đang được bán ra thị trường với giá khá là cao luôn ạ. Bởi vì là nó trông vừa đẹp mắt, ăn lại ngon mà thở rất là đẹp nhá. Nó lại còn mang ý nghĩa phong thủy là mang may mắn cho gia chủ nha các bác nhá. Đấy, nên các bác đặt hàng cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em. Nhà em sẽ chốt đơn và gọi và ship hàng về tận nhà cho các bác nhá. Hôm nay nhà em lên tri ân cho các bác, bán cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và tặng thêm cho các bác thêm một cây nữa ạ. Đồng thời là sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho bác nào mua cây từ 5 cây giống trở lên nha các bác nhá. Đây, cây giống em sẽ quay gần cho các bác xem nhá. Cây nào cũng như cây nào luôn nha các bác nhá. Rễ rất là nhiều này. Rễ rất là nhiều như thế này thì không thể nào mà chết được nha các bác nhá. Mầm lá rất là xanh tốt, sum xuê như thế này luôn ạ. Đấy, nhà vườn em sẽ bảo hành cho các bác một đổi một trong vòng 3 tháng nếu cây bị chết nha các bác nhá. Và nhà vườn em sẽ bảo hành cho các bác từ khi trồng cho đến khi ra trái, đảm bảo đúng chuẩn giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác cứ lưu số điện thoại nhà vườn của em vào, bất cứ lúc nào các bác gọi thì cũng sẽ nhà vườn em cũng sẽ giúp trả lời các bác nhiệt tình luôn ạ. Đấy, các bác nhớ là để lại số điện thoại thì nhà vườn em mới liên hệ chốt đơn và gửi hàng cho các bác được nha các bác nhá. Vâng, em chốt đơn cho chị Nhung Nguyễn nhé. Chị Nhung Nguyễn, chị ở Bình Định, chị lấy 5 cây ạ. Bình Định thì tầm 3 đến 4 ngày là chị nhận được hàng thôi ạ. Vâng, em chốt đơn cho anh Hà Phi này. Em chốt đơn cho anh Pháp Nguyễn nhé. Em chốt đơn cho anh Nguyên An này. Em chốt đơn cho anh Cường Phạm ạ. Đấy, các anh chị lấy 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em nhá. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng nhà em đều ship hết nhá. Nhà em ship hàng trên toàn quốc và sẽ miễn phí ship cho bác nào đặt từ 5 cây trở lên nhá. Hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên 1 cây giống đấy ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác 1 cây nữa ạ. Đồng thời là các bác sẽ được miễn phí ship về tận nhà nha các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng thì cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn kỹ thuật trồng chăm sóc đầy đủ và cụ thể cho các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Nhà vườn em cam kết với các bác là sẽ cung cấp giống chuẩn 100% cho các bác trồng nhá. Cho đến khi ra trái là ra đúng trái ruột đỏ Tiến Vua này. Ra đúng trái bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em và để lại số điện thoại để có thể đặt mua cho mình cái cây giống rất là đẹp như thế này ạ. Đấy, cây giống nhà vườn em nhá. Cả 100 cây đều như 100 cây luôn nha các bác nhá. Các bác nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái, nếu cây đảm bảo khỏe mạnh thì các bác nhận nhá. Nếu không đảm bảo thì các bác cứ hoàn hàng về cho nhà vườn em nhá. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây nha các bác nhá. Và tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 luôn ạ. Đấy, và miễn phí ship về tận nhà nhá. Nên các bác cứ mua mỗi nhà lấy 5 cây, 10 cây và trồng cho em. Sau này bán là rất là được giá nhá. Mà bưởi thì không bao giờ là sợ là không bán được. Bởi vì bao giờ cái trái bưởi là ăn ngon và
Và mỗi dịp lễ Tết là chúng ta là rất cần bưởi để thờ, đúng không ạ? Đấy. Các bác cứ để lại số điện thoại cho em nhé, để được chốt đơn thành công nha các bác nhé. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và mua từ 5 cây trở lên là bên nhà vườn em sẽ tặng cho các bác thêm một cây. Và em sẽ lấy bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây. Và miễn phí ship về đến tận nhà cho các bác nhá. Em xin kính chào tất cả các bác nhá. Hôm nay nhà vườn em xin giới thiệu đến tất cả các bác một cái dòng giống bưởi rất là quý hiếm hiện nay. Đó là bưởi đỏ tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn nha các bác nhá. Cái giống bưởi đỏ tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn này thì từ thời xa xưa người dân thường hay mang vào cung tiến vua trong các dịp đại lễ nên nó mới có tên gọi là tiến vua. Cái giống bưởi đỏ quý hiếm này thì hôm nay nhà vườn em đã nhân giống thành công theo phương pháp là ghép mắt ạ. Và khi cây giống đã đủ tuổi mầm, bầu rễ ổn định, mắt ghép ổn định, khỏe mạnh, tốt thì nhà em hôm nay nhà em xuất vườn và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 cây ạ. Và đồng thời là miễn phí ship cho các bác về tận nhà nha các bác nhá. Các bác đặt hàng thế nên là các bác mua 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn về kỹ thuật trồng chăm sóc cái giống bưởi này cho các bác đầy đủ và cụ thể nha các bác nhá. Đấy. Cái cây giống thực tế mà nhà em gửi cho các bác đây nhá. Em giơ gần cho các bác xem này. Đấy. Bầu rễ của nó rất là ổn định rồi và cái rễ của nó ra rất là nhiều nha các bác nhá. Rễ tua tủa luôn này mà rễ rất là to luôn nha các bác nhá. Em quay gần cho các bác nhá. Và cái thân của cái cây giống này cũng đã bằng ngón tay rồi, mầm của nó rất là xanh tốt này. Đấy, mắt ghép đã liền hết rồi nhá. Thì hôm nay nhà em xuất vườn rất là nhiều và lên bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 trên một cây giống vậy ạ. 70.000 trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nhá. Đồng thời là nhà vườn em sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nhá. Đấy. Còn đây là cái cây cây thực tế nhà em quay cho các bác xem này. Đấy, cây này là nhà em đã trồng cách đây là trồng được 2 năm rồi và quả nó rất là sai luôn nha các bác nhá. Đấy, em có bổ sẵn một quả để cho các bác nhìn thực tế cái lõi của nó nhá. Lõi của nó cũng là màu đỏ luôn nha các bác nhá. Đấy, cây của nhà em này rất là sai và trồng được 2 năm rồi các bác nhá. Đấy, cái bưởi đỏ tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn này thì nó có một cái đặc điểm nổi bật là vỏ của nó màu đỏ và lõi của nó cũng màu đỏ luôn nên trông nhìn rất là đẹp mắt nha các bác nhá. Thì thường được người dân mua để thờ hay là để biếu trong những dịp lễ Tết nên giá bán của nó rất là cao. Nên là các bác mua trồng vườn hay là trồng kinh tế này thì các bác cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em nhá. Nhà em đảm bảo với các bác là sẽ cung cấp cho các bác, bán cho các bác giống chuẩn 100% luôn nhá. Nhà em có bảo hành từ khi các bác trồng cho đến khi ra trái nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em ạ. 70.000 đồng trên một cây giống và nếu các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng cho các thêm cho các bác một cây nữa nhá. Đồng thời là miễn phí ship giao hàng đến tận nhà cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên ạ. Đấy, các bác nào mà đặc biệt là các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại này thì các bác bên nhà vườn em sẽ có giá cực kỳ là ưu đãi dành cho các bác nào mà trồng kinh tế hay là trồng trang trại nhá. Đấy, nên các bác cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn cách trồng, kỹ thuật chăm sóc cây nhá các bác nhá. Cái cây giống này thì bầu rễ nhà em đã ươm ghép ổn định như thế này rồi. Và nó có cái cây giống này nó có sức kháng bệnh rất là tốt, rất là cao nhá. Nên là nó sẽ phù hợp với tất cả các loại đất của nước ta nhá. Nó phù hợp với mọi loại đất và mọi khí hậu của nước ta. Cho nên là tỉnh nào cũng trồng được nha các bác nhá. Nhà vườn em thì có ship hàng toàn quốc ạ. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Cà Mau là nhà em đều ship hết nhá. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại là nhà em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn, tư vấn cách trồng, cách chăm sóc đầy đủ cụ thể và gửi hàng về đến tận nhà cho các bác nhá. Đấy.
Các bác đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em ạ. Nhà em hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống. Nếu các bác mua từ 5 cây trở lên là nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác một cây nữa nha các bác nha. Đồng thời là nhà em sẽ miễn phí ship giao hàng cho các bác nào mua từ 5 cây trở lên nha các bác nha. Đấy ạ. Cái giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn này thì ăn nó rất là ngon ạ. Ăn nó có mùi hương thơm đặc trưng mà không trái bưởi nào có đâu ạ, rất là thơm. Và ăn nó chua chua, ngọt ngọt, thanh mát, cực kỳ là dễ ăn nhá. Người già trẻ nhỏ đều ăn được hết nhá, đều rất là thích ăn ạ. Và cái giống bưởi này nhà em đã ươm ghép ổn định và khỏe mạnh như thế này rồi. Nó sẽ cho ra trái từ sau từ 12 đến 18 tháng sau khi các bác trồng nhá. Đấy, rất nhanh cho ra trái luôn ạ. Và cái đợt đầu mà đợt đầu cho ra trái thì nó sẽ cho từ 10 đến 15 trái ạ. Và sau khi các bác trồng, các bác chăm sóc từ 3 đến 4 năm trở đi thì mỗi đợt thu hoạch nó sẽ cho ra từ 30 đến 40 quả nha các bác nhá. Đấy, rất là sai luôn và rất mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao luôn ạ. Cái trái bưởi đỏ Luận Văn hay là hay còn gọi là bưởi đỏ Tiến Vua này thì hiện tại đang được bán ra thị trường với giá khá là cao luôn ạ. Bởi vì là nó trông vừa đẹp mắt, ăn lại ngon mà thở rất là đẹp nhá. Nó lại còn mang ý nghĩa phong thủy là mang may mắn cho gia chủ nha các bác nhá. Đấy, nên các bác đặt hàng cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em. Nhà em sẽ chốt đơn và gọi và ship hàng về tận nhà cho các bác nhá. Hôm nay nhà em lên tri ân cho các bác, bán cho các bác với giá là 70.000 đồng trên một cây giống nha các bác nhá. Các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và tặng thêm cho các bác thêm một cây nữa ạ. Đồng thời là sẽ miễn phí ship giao hàng về tận nhà cho bác nào mua cây từ 5 cây giống trở lên nha các bác nhá. Đây, cây giống em sẽ quay gần cho các bác xem nhá. Cây nào cũng như cây nào luôn nha các bác nhá. Rễ rất là nhiều này. Rễ rất là nhiều như thế này thì không thể nào mà chết được nha các bác nhá. Mầm lá rất là xanh tốt, sum xuê như thế này luôn ạ. Đấy, nhà vườn em sẽ bảo hành cho các bác một đổi một trong vòng 3 tháng nếu cây bị chết nha các bác nhá. Và nhà vườn em sẽ bảo hành cho bác từ khi trồng cho đến khi ra trái, đảm bảo đúng chuẩn giống bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác cứ lưu số điện thoại nhà vườn của em vào, bất cứ lúc nào các bác gọi thì cũng sẽ nhà vườn em cũng sẽ giúp trả lời các bác nhiệt tình luôn ạ. Đấy, các bác nhớ là để lại số điện thoại thì nhà vườn em mới liên hệ chốt đơn và gửi hàng cho các bác được nhé các bác nhá. Vâng, em chốt đơn cho chị Nhung Nguyễn nhé. Chị Nhung Nguyễn chị ở Bình Định, chị lấy 5 cây ạ. Bình Định thì tầm 3 đến 4 ngày là chị nhận được hàng thôi ạ. Vâng, em chốt đơn cho anh Hà Phi này, em chốt đơn cho anh Pháp Nguyễn nhé, em chốt đơn cho anh Nguyên An này, em chốt đơn cho anh Cường Phạm ạ. Đấy, các anh chị lấy 1 cây, 2 cây, 5 cây thì các bác cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em nhá. Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng nhà em đều ship hết nhá. Nhà em ship hàng trên toàn quốc và sẽ miễn phí ship cho bác nào đặt từ 5 cây trở lên nhá. Hôm nay nhà em bán tri ân cho các bác với giá là 70.000 đồng trên 1 cây giống đấy ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây và sẽ tặng thêm cho các bác 1 cây nữa ạ. Đồng thời là các bác sẽ được miễn phí ship về tận nhà nha các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng thì cứ để lại số điện thoại trên like cho nhà em nhá. Sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn chốt đơn và tư vấn kỹ thuật trồng chăm sóc đầy đủ và cụ thể cho các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em nhá. Nhà vườn em cam kết với các bác là sẽ cung cấp giống chuẩn 100% cho các bác trồng nhá. Cho đến khi ra trái là ra đúng trái ruột đỏ Tiến Vua này, ra đúng trái bưởi đỏ Tiến Vua hay còn gọi là bưởi Luận Văn luôn nha các bác nhá. Nên các bác yên tâm và tin tưởng nhà vườn em và để lại số điện thoại để có thể đặt mua cho mình cái cây giống rất là đẹp như thế này ạ. Đấy, cây giống nhà vườn em nhá. Cả 100 cây đều như 100 cây luôn nha các bác nhá. Các bác nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái, nếu cây đảm bảo khỏe mạnh thì các bác nhận nhá. Nếu không đảm bảo thì các bác cứ hoàn hàng về cho nhà vườn em nhá. 70.000 đồng trên một cây giống thôi ạ. Và các bác mua từ 5 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ bán cho các bác với giá là 300.000 đồng trên 5 cây nha các bác nhá. Và tặng thêm cho các bác một cây nữa là 6 luôn ạ. Đấy, và miễn phí ship về tận nhà nhá. Nên các bác cứ mua mỗi nhà lấy